Anh Lê Đức Cường, một trong những bất động sản số 1 đây. Chụp bất động sản với em, Thuận Em. Rồi, tiếp tục qua việc anh chị. Lô đất này 7 x 21 quý anh chị ơi, 145 mét, 120 mét thổ cư, 3 tỷ 100 triệu thương lượng anh chị nha, sổ Hồng Green nha. Lô này ngang 7 thì xây nhà đẹp rồi quý anh chị ha, xây kiểu dạng như sân vườn biệt thự đấy. Thì ngày hôm nay em Hải sẽ review cho anh chị mình xem nhá. Quý anh chị, lô này ngang 7, ngang 7 mét quý anh chị. Xem sơ hàng xóm cái quý anh chị ơi. Xe tải. Đường bê tông mới làm, mới nâng cấp. Vậy là hàng xóm ở kín. Thành phố Di An anh chị, phường Bình An, gần chợ Bình An, gần làng đại học, gần khu dân cư Phú Hồng Thịnh 10, gần quốc lộ 1K. Quý anh chị nghe những cái vị trí đó là thấy thích không ạ? Toàn vị trí ok nhá, đẹp nhá. Đây là thành phố Di An anh chị nhá. Chỗ này gần làng đại học luôn, cũng gần Thủ Đức luôn. Đó. Thì một lô đất mà ngang 7 mét cho anh chị mình xây nhà thì quá đẹp rồi quý anh chị ơi. Xây kiểu dạng như biệt thự đó quý anh chị, nhà vườn á. Tại vì nó có bề ngang 7 mét. Đây là một điểm cộng. Một điểm cộng tuyệt vời dành cho cái lô đất này. Điểm cộng tuyệt vời quý anh chị nhá. Đây, hàng xóm đây, đường bê tông. Đường này chắc phải hơn 6 mét xíu, hơn 6 mét xíu. Nói chung ô tô là thoải mái rồi đó. Đây này, có chiếc xe tải đây luôn quý anh chị này. Đây. Đó. Vậy là ok quý anh chị nhá, chứ không phải tự nhiên mà chiếc xe tải này vào được đây đâu. Đó quý anh chị nào, chiếc xe tải này 3 tấn rưỡi quý anh chị. Đó. Vậy là đường xe tải 3 tấn rưỡi. Đường này thì ô tô thoải mái rồi. Hai ô tô né nhau được anh chị nhá. Đất này, sát bên tường đó, tính ra chỗ mấy bụi chuối quý anh chị. Chỗ cái tường này tính ra ngang 7. Ngang 7 dài 21 là tổng 145 m, có 120 m thổ cư. 120 m thổ cư lận quý anh chị ha. Tổng là 145 m quý anh chị nhá. Đó, phường Bình An, thành phố Di An nha. Xây tự do thoải mái anh chị nhá, xây tự do thoải mái nhá. Xây nhà vườn rất là đẹp luôn quý anh chị ơi. Thằng xóm thì ở kín rồi, anh chị về đây ở thì quá đẹp. Quá trời đẹp luôn. Đây. Thằng xóm quý anh chị, cái đường này mới được nâng cấp lại, mới đổ bê tông nên đâm ra là có rất là nhiều nhà vừa mới tân trang sửa mới lại, rất là đẹp quý anh chị nhá. Đây nhá, phía trong đây có mấy căn nhà mới luôn đây quý anh chị. Đó. Ở phía ngoài đây cũng vậy này. Phía ngoài đây cũng có mấy căn luôn này, có mấy căn luôn này. Đó quý anh chị thấy không? Mới tân trang lại đó quý anh chị thấy không? Đó, làm mới xây mới đẹp quá trời luôn. Hướng này mình ra DT743 quý anh chị. Đường DT743 ra đây, tầm 200 m quý anh chị nhá, 200 m nhá. Đó. Ở chỗ này gần với quốc lộ 1K, nếu mà anh chị xuống quốc lộ 1K là tầm khoảng 1 km thôi. Khu dân cư Phú Hồng Thịnh 10 thì không tới 1 km, không tới 1 km là tới khu dân cư Phú Hồng Thịnh 10, Phú Hồng Thịnh 6 đó quý anh chị. Thì lô đất của mình nó cũng gần cái dự án Phú Hồng Thịnh quý anh chị nhá, của thành phố Di An nhá. Và đây là phường Bình An. Dự án Phú Hồng Thịnh của mình cũng là phường Bình An. Đó. Thì lô đất mình đây này, ngang 7, đẹp, vuông góc, sổ hồng riêng, hướng chính tây cho anh chị nào Tây Tứ Trạch anh chị nhá. Xây tự do thoải mái nhá, xây nhà vườn biệt thự kho xưởng, xây gì thì xây quý anh chị ơi. Đó, làm cái kho mình để hàng cũng được quý anh chị nhá. Không thì xây nhà ở là tuyệt vời nhất quý anh chị ha. Ngang 7 mét mà. Ngang 7 mét mà xây nhà khoảng 4 mét rưỡi 5 mét là còn bên hông trừ ra mình làm cái hành lang bên cho nó khoáng quý anh chị ha. Xây kiểu dạng như hai mặt tiền á, dạng biệt thự phố đó quý anh chị ha. Rất là đẹp luôn. Ở bên trong đây này, trong đây người ta xây nhà quá trời rồi quý chị ha. Ở kín hết rồi nhá. Đó, đất mình đây nhá. Rồi, 3 tỷ 100 triệu. Giá là giá thương lượng, gặp trực tiếp chủ nếu anh chị mình thấy hợp lý quý anh chị nhá. Đó, em Hải là nhận mua bán, nhận ký gửi, nhận tìm nhà đất theo yêu cầu. Em Hải review bất động sản không đồng. Đó, anh chị nào mà có nhu cầu nhà đất cần bán cứ alo cho em Hải nhá. Em xuống trực tiếp quay phim ghi hình và chào bán cho anh chị trên kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản. Anh chị nhớ đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những lô đất, những căn nhà tiếp theo. Bên em có rất là nhiều nhà đất để cho anh chị mình xem. Còn đây là lô đất 145 m ngang 7 dài 21 hướng chính tây sổ Hồng Riêng, phường Bình An, thành phố Di An, 3 tỷ 100 triệu thương lượng, có 120 m thổ cư rồi. Đó, xây tự do thoải mái. Rồi. Anh chị nào mà thấy phù hợp thì mình có thể liên hệ ngay cho em Hải số điện thoại góc trái màn hình. Rất là cảm ơn toàn thể quý anh chị đã xem video đến những giây cuối cùng. Em xin chào.